Chào hết cả nhà, buổi À, sáng. xin chào thầy. Rồi, cảm ơn những chia sẻ của thầy Thái, cộng đồng. Thì cũng như thầy Thái nói là làm gì phải có tình yêu thương. Thì trong cái chuỗi sinh hoạt của những ngày trước, những tuần lễ trước, mình cũng có nói là trở về yêu thương đích thực, phải là sự trở về có mặt cho mình trọn vẹn, phải yêu thương chính mình, bởi vì có mình thì mới có tất cả những cái khác. Còn khi mà mình không còn sức khỏe, không còn sự minh mẫn, không còn cái sự tỉnh giác, thì có khi những cái tình yêu thương đó, ta nói là từ bi và có trí tuệ đi song hành. Cái điều đó thì có khi mình nói trên lý thuyết thì nó dễ, nhưng mà đi vào thực tế thì có khi nó không dễ. Lấy ví dụ như bản thân chúng tôi, quý vị biết rằng khi mà mình đã trải qua, như trong những cái chia sẻ lúc trước với quý vị á, thì chúng tôi nói là mình đã trải qua cái sống và cái chết khá nhiều lần, là ít nhất là trên 3 lần. Đã ra khỏi sự sống, hoàn toàn thoát ra khỏi cái thân vật lý của mình, có thể nhìn lại được cái thân vật lý của mình đang nằm ở một góc và cảm nhận cái sự lơ lửng, cũng như là cảm nhận được những cái từ trường, những cái tín hiệu, những cái rung động, những cái ngôn ngữ khác bên ngoài cái ngôn ngữ căn bản của chúng ta. Thì khi mà mình trở về lại với cái thân của mình, trở lại với cái cuộc sống ở thế gian này, thì mình biết rằng cái mạng sống của mình nó rất là quý báu, và hơn thế nữa mình phải có cái sứ mạng gì đó, bởi vì mình chưa hết, mình chưa hoàn thành được cái sứ mạng đó trong cái cuộc đời này, hay là mình chưa học xong cái bài học, là mình không được lên lớp, mình không được tốt nghiệp. Thì đó cũng là cái nhân duyên, đó cũng là cái sứ mạng mà chúng ta có mặt ở Việt Nam trong cái thời gian hơn 1 năm rưỡi, coi như là 10, 18, 19 tháng hơn rồi, qua những cái khóa thanh lọc thân tâm, chuyển hóa môi trường, và đặc biệt nhất là gần 2 tháng rưỡi này, thì với cái tình trạng của xã hội Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung đi vào cái cuộc khủng hoảng, một cái sự kiện mà có thể là nó ngàn năm mới có một. Tại vì tất cả những cái đại dịch trước đây trong cái thế kỷ 20 chưa có cái đại dịch nào mà nó kéo dài mãi nặng như cái dịch kỳ này. Thành ra trong hơn 6 tuần lễ, gần 7 tuần, 70 ngày rồi, thì chúng ta đã với cái tình yêu thương chân thật đó để mà lao vào làm cái việc xã hội, vừa cứu thân và vừa cứu tâm cho người đồng bào của mình. Và mình cũng biết rằng mình phải yêu thân mình trước, phải chăm sóc cho mình trước, rồi mình mới có thể giúp cho những người khác được. Thì đó là mình luôn luôn tâm niệm như vậy. Nhưng mà trong thực tế thì chúng ta thấy rằng, nhất là trong cái giai đoạn gần đây vài tuần vừa qua, thì không ai phải dám nói luôn. Không ai có thể chủ động để mà mình làm được cái gì theo như mình mong muốn, kể cả các vị chủ tịch nước hay là tổng thống các nước lớn như Mỹ, Anh, Pháp, Đức. Tại vì nó ngoài cái tầm kiểm soát của mình, thậm chí ngoài cái tầm dự đoán của mình. Đơn giản như lấy ví dụ như chúng tôi đặt một cái xe tải rau củ 18, 24 tấn. Mình dự kiến là 5-6 giờ nó đến, nhưng mà có khi nó không đến cái giờ mình dự kiến, có khi nó phải bị kẹt vài 3 tiếng hay nửa ngày sau nó mới đến. Vậy thì chuyện gì xảy ra? Nhân sự của mình dự kiến để bốc vác nó không đến được, hay nó đến rồi nó chờ chừng 1 tiếng, 2 tiếng nó phải đi về. Đó là một cái ngoài dự kiến của mình, thành ra mình thiếu nhân sự bốc vác. Cái xe rau của mình từ Đà Lạt
nó về nó mát mẻ thì nó xuống nó được bóc dỡ ra, thì mình sẽ tiết kiệm cái rau nó bị hư, cái nhân sự phải xử lý cái rau hư. Nhưng mà khi mà cái xe rau nó bị trễ chừng vài ba tiếng tới nửa ngày như vậy, nó nóng, cái hơi nóng của tự nó trong cái bao ni lông thôi đã hư rồi, huống chi nó nằm trong cái thùng xe với vài chục tấn rau như vậy thì sức nóng nó kinh khủng. Chưa kể là càng ngày cái nhiệt độ bên ngoài của mình nó càng gia tăng, phải không? Nếu là cái xe nó xuống sáng sớm thì nó sẽ mát hơn nó đến trưa. Vậy thì mình đã thiếu nhân sự, bây giờ cái nhân sự phải bỏ ra để xử lý vài tấn rau hư, tức là vài chục tấn thì khoảng 1/3 nó hư thôi, thì biết bao nhiêu nhân sự. Vậy thì mình không phải là mất cái của cải, cái tài sản, mà mình mất thêm cái thời gian và cái nhân sự đấy. Rồi có rất nhiều việc mình không thể nào mà mình tin lượng, và cái công việc nó càng ngày càng nhiều như thế thì chúng ta phải làm ngày làm đêm để phục vụ bà con, và mình cứ bị nó cuốn vào cho đến khi mình thực sự là đuối sức và kiệt sau gần 70 ngày ngày đêm như vậy, biết bao nhiêu việc lớn việc nhỏ, việc có tên việc không tên. Thì có mỗi những đêm mình đều phải hỏi lại cái câu hỏi đó, vậy thì mình đang yêu thương những cái người bà con đói khổ xung quanh, mình đang phục vụ họ, nhưng mà mình có thực sự yêu thương mình chưa? Nằm xuống là toàn thân ê ẩm mệt mỏi, không nhắm mắt được, không ngủ được, để rồi sáng sớm mai lại tiếp tục, có khi nửa khuya 1-2 giờ sáng. Vậy thì lý thuyết thì chúng ta nói, nhưng mà cái vấn đề thực hành nó còn rất nhiều rất nhiều. Lấy ví dụ như thầy Thái nói, khi là mình đã trở về với gia đình của mình rồi, thấy không, với người vợ yêu thương, người con yêu quý của mình, nhưng mà tâm tánh mỗi người nó thay đổi mỗi lúc, hoàn cảnh môi trường xung quanh thực tế nó va chạm, đâu phải người ta nói là được voi đòi hai bà trưng 9 người 10 ý, tức là nó đã phát sinh rất là nhiều cái việc. Vậy thì làm sao chúng ta phải có sự tỉnh giác, chúng ta phải luôn luôn lắng nghe, và mình cũng phải biết chọn lọc, biết cân đối. Cho phần thực tế thì phải nói là hơn lúc nào hết trong giai đoạn này thì chúng ta cần phải có sự thực tập rất là nhiều, mở lòng. Nhưng mà mình đang sống giữa một cái xã hội, mình đang sống trong một cái cộng đồng, và cái số lượng người, cái tỷ lệ, cái số phần trăm của những người có được cái sự tỉnh giác, có được cái sự hiểu biết và có được cái sự quyết tâm như mình được bao nhiêu? Không được 1%, phải không? Là không được 1%. Vậy thì chúng ta đã hiểu luật vũ trụ, lực hấp dẫn, sự cộng hưởng, với cái số lượng phần trăm còn lại kia nó sẽ tác động vào mình một cách âm thầm vô hình tướng. Thì làm sao chúng ta có thể giữ vững được những cái chí nguyện của mình, những cái ý chí nghị lực của mình. Thành ra đó là mình phải có sự tỉnh giác một lần nữa. Nếu không có sự tỉnh thức, không lắng nghe, không thực sự yêu thương mình, thì sẽ đến một lúc nào đó mình sẽ không còn cái khả năng để mà làm chủ được mình, yêu thương được mình, chăm sóc được mình. Thì tất cả mọi cái mà mình mong muốn để làm nó đều trôi hết, nó đều không có cái giá trị gì hết. Thì tiếp tục trên cái hành trình để hỗ trợ cho quý thầy cô và cộng đồng SC theo cái chương trình ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn quý vị cách sử dụng cái sổ tay thanh lọc thân tâm. Thì cái này đã có ở trên các cái nhóm thanh lọc nha, để có gửi cho quý vị hết rồi. Thì chúng ta sẽ đi vào cái việc tham khảo và sử dụng nó như thế nào. Thì quý vị mở cái trang này ra, thì trong đó chúng ta thấy phần đầu tiên hết của chúng ta là chúng ta sẽ có cái phần mục lục. Mình sẽ có cái phần mục lục. Thì cái phần mục lục này nó theo không có thứ tự nha, tức là nhất là cái phần đầu
Chúng tôi cố gắng để cái thứ tự mà thực sự nó không bắt buộc chúng ta phải theo cái thứ tự khi mình tham khảo. Trước hết dĩ nhiên mình phải biết cái mục đích, giống như cái ngày đầu tiên mà mình có nói đến quý vị cái mục đích, và cái mục đích này nó còn phải phấn đấu tới cái mục tiêu. Vậy thì cái mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu dài hạn, thì như vậy nó sẽ làm sao để mà mình có thể xác định được cái điều này cho mình hay là cho cái cộng đồng của mình, cũng như mình hiểu được cái việc mình thực tập như vậy nó mang lại cái ý nghĩa gì, cái lợi lạc gì cho bản thân mình và cho cái gia đình của mình hay là cho cái cộng đồng của mình. Rồi kế đến là cái tiến trình, các loại nước đựng đầy, cách sử dụng, cách bảo quản, rồi những điều lưu ý khi thực tập, cách uống thuốc sổ, thời khóa từng ngày. Rồi đến cái đêm thứ ba, đêm thứ tư trở đi thì chúng ta sẽ có uống cái hỗn hợp đặc biệt để mà làm kết nối truyền thông và vận chuyển rác rưởi ra cho mình. Đó. Rồi sau đó là các cái biểu mẫu, các biểu đồ thì chúng ta cũng đã sử dụng những cái này rất là nhiều. Cái chu kỳ sinh học này mình ứng dụng nó rất nhiều. Thì chúng ta cũng đã thấy cái hình này. Rồi các cái thân của con người, các cái thức ăn để nuôi dưỡng, để duy trì sự tồn tại. Rồi sau đó là các cái điểm mà phụ trợ thêm, chẳng hạn như cái phần cuối của chương trình thì chúng tôi nhắc là những điều mà chúng ta đem về cái thực tập, cũng như là cái bản theo dõi để giúp chúng ta theo dõi cái sự thực tập của mình nó có đều đặn hay không, để biết sự tiến triển của mình nó đi tới hay đi lui. Rồi một vài những cái phụ lục khác, tức là những cái hướng dẫn nấu ăn rất là đơn giản nhưng mà nó đầy đủ dinh dưỡng, và những cái điều mà chúng ta nuôi dưỡng mình bằng cái tầm tâm thức và năng lực cao hơn. Thì đây là cái phần sơ bộ đầu tiên hết của cuốn sổ tay thanh lọc. Những cái này chúng ta có thể tự tham khảo, và hướng dẫn khi mà chúng ta có những cái lớp học, thì chúng ta cũng có thể đưa cái này ra cho các học viên của mình tham khảo trước, và thậm chí có khi chúng ta phải đọc đi đọc lại vài ba lần, càng nhiều lần bao nhiêu thì chúng ta càng hiểu sâu, hiểu rõ bấy nhiêu. Và những cái điều chia sẻ này nó cũng chỉ là một phần nhỏ thôi, những điều căn bản thôi. Khi chúng ta đi vào cái phần lý thuyết thì nó sẽ được giải thích một cách chi tiết hơn, rõ ràng hơn. Tuy nhiên với cái phần lý thuyết căn bản 5 buổi lý thuyết trong 3 ngày rưỡi, nửa chu kỳ của 7 ngày căn bản đó, thì quý vị thấy cái phần lý thuyết nó cũng rất là cô đọng, và hỏi chúng ta cũng phải nghe đi nghe lại, phải tư duy rất là đúng đắn thì chúng ta mới có thể lãnh hội được và thực tập được. Và đối với những vị nào mà có cái thời gian hơn thì chúng ta vào cái website Sống Chánh Niệm, thì những cái khóa học ở châu Âu, châu Mỹ những năm trước đó, thì sẽ được nhiều thời gian hơn và cái sự giải thích nó rõ ràng hơn nha. Nhưng mà ít nhất trong cái chương trình ở Việt Nam mà đã post ở trên YouTube tới cái 3 ngày rưỡi 4 ngày, tức là 7-8 bài lý thuyết căn bản đó, thì quý vị cũng nắm được cái tối cần thiết, những điều mình cần phải làm như thế nào. Đó. Rồi ở đây nữa là mình nói đến cái việc thực tập. Cái việc thực tập của chúng ta, bởi vì chúng ta là một con người, chúng ta sống trong gia đình, sống trong công sở và cộng đồng, và cái việc thực tập nó phải đồng bộ với nhau. Thành ra ngoài cái việc mà dọn dẹp cái thân của mình còn phải dọn dẹp cái tâm, tức là cái nhận thức, cái ý thức của mình phải đúng đắn. Và tương tự như vậy, khi chúng ta về gia đình, về cái công sở của mình, thì mình cũng phải xem xét lại cái văn phòng của mình, cái nơi làm việc của mình nó phải gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, cũng như các cái mối quan hệ của mình với những người bạn, đồng nghiệp, những người sếp của mình như thế nào trong công sở. Khi chúng ta về với địa phương thì cũng vậy, mỗi người phải có cái trách nhiệm để làm sạch cái khu vực, khu phố của mình, cũng như mối quan hệ của mình với những cái người trong khu phố, trong tổ, trong xóm của mình. Và cuối cùng
là cái mối quan hệ của mình đối với môi trường, với thiên nhiên. Chúng ta sử dụng các cái tài nguyên, nước, điện, giấy, cây, cỏ, đất, vân vân, thì chúng ta sử dụng những cái tài nguyên của thiên nhiên, chúng ta trân quý bảo vệ nó như thế nào. Thì đó là những cái căn bản mà chúng ta phải hiểu được trong cái việc thực tập của mình. Không riêng gì trong cái chương trình này, nó phải được kéo dài liên tục sau khi chúng ta học xong cái lớp căn bản này. Rồi, thì đây là những cái điều mà đã được nêu ra trong sổ tay ở phần đầu này. Kế đến là chúng ta bắt đầu chuẩn bị cho cái việc làm thức ăn của mình. Thì ở đây chúng tôi cũng có rất là nhiều cái cách khác nhau, đặc biệt là bốn cái khóa học vừa qua trong cái giai đoạn khó khăn này, thì cái điều kiện sản xuất và vận chuyển phân phối nó không có dễ dàng như lúc trước, mà là chúng tôi mới cho các học viên tạo thành những nhóm khác nhau tùy theo những cái điều kiện thực tế tại địa phương của mình, tại khu vực của mình. Nhưng mà cái căn bản, quý vị thấy rằng ở đây là cái việc chuẩn bị cái thức ăn thức uống của mình nó rất là quan trọng. Thì việc trước hết là thuốc sổ. Thuốc sổ thì chúng ta phải làm sao để cho nó có khả năng tẩy rửa, thì đây là những cái thông thường thôi. Ngoài ra thì ở mỗi cái vùng miền, chúng ta có thể sử dụng những cái loại khác nhau. Chẳng hạn như có nơi thì người ta sẽ sử dụng cây đại hay là cây sứ cùi đó, hay là có nơi thì người ta sử dụng cái lá xả, bất cứ cái thứ gì ở cái khu vực, vùng miền của mình mà nó có thể được sử dụng làm cho cái việc đi sổ đi đại nó dễ dàng hơn, nó nhiều hơn, thì mình đã có thể áp dụng được hết cả. Thậm chí như khi mình có thể sử dụng cái muối biển, muối thiên nhiên thôi, hay là nước chanh thôi cũng được, tùy theo cái tình trạng của mỗi người. Có những người nó không có khó khăn lắm thì nó đi rất là dễ dàng, nhưng mà có nhiều người bị táo bón kinh niên, bị căng thẳng, hay là bị chất độc nhiều quá, bị các cái bệnh của ruột già thì nó sẽ khó khăn hơn, thì đòi hỏi chúng ta phải sử dụng cái thuốc nó có tác dụng kích thích mạnh hơn. Kế đến là cái nước căn bản để mà mình làm nước sổ, nước vàng hay nước đỏ vân vân, thì ở đây những ai có điều kiện thì sử dụng cái máy nước Kenzen. Và cái nước này là mình cũng dùng để uống thêm trong khoảng giữa thời gian mình ăn thức ăn vàng hay thức ăn đỏ. Trong trường hợp nếu mà mình không có cái máy nước này thì mình có thể dùng bất cứ cái nước nào tốt nhất mình có thể, chẳng hạn như là nước giếng, nước sông, mình lắng phèn rồi xong mình nấu sôi rồi mình lọc bằng những cái vải và bằng bông gòn, chứ không cần phải là đi mua nước chai, nước bình ở bên ngoài. Đó, thì đó là để chúng ta hiểu được như vậy. Kế đó là cái nước vàng. Thì ở đây quý vị thấy khi mà quý vị dùng cái electronic version này á, thì cái tiện lợi là mình sẽ bấm vào ngay cái link thì tự động nó sẽ dẫn mình tới cái trang YouTube, cái clip mà có cái sự hướng dẫn này. Thì tất cả những cái này nó đã được post ở trên cái trang YouTube Tâm Thần Sakya rồi. Thành ra nếu như ai muốn tham khảo chẳng hạn như cách làm nước vàng như thế nào thì mình bấm vào đây thì nó sẽ hiện ra cho mình cái cách để mình làm cái nước vàng. Tương tự như vậy nước đỏ, nếu mình ở đây thì thông thường chúng tôi hướng dẫn cái cách này là cái cách làm ở gia đình với những cái máy móc tương đối đơn giản, chứ không phải là sản xuất hàng loạt số lượng nhiều. Thì đây là những cái link, là những cái đường truyền nối kết để hướng dẫn đã có sẵn ở trên cái trang YouTube rồi. Rồi kế đến là cái nước khỏe. Thì cái nước khỏe thì ở đây cũng vậy, tức là nó có những cái nguyên liệu như vậy, thì chúng ta có thể chế pha chế sẵn. Sau khi chúng ta pha chế sẵn rồi thì chúng ta cũng không cần để trong tủ lạnh nha. Mà nếu chúng ta làm đậm đặc thì chúng ta để ở bên ngoài cũng được, thậm chí nó có thể hơi lên men một tí xíu cũng không sao, miễn là chúng ta kiểm tra cái chai của mình để đừng để cho nó bị căng nhiều quá hay nó xì ra, nó bị chảy ra bên ngoài. Rồi còn để tủ lạnh thì tốt hơn, nhưng mà để tủ lạnh đến lúc mà mình sử dụng thì mình phải đem nó ra mình
rớt ra một ít là mình sẽ chế thêm nước ấm nước nóng vào, mình ta loãng nó ra mình uống. Thì trong trường hợp mình để tủ lạnh thì nó sẽ để được lâu hơn nhưng mà nó sẽ không có được lên men. Còn nếu mình để bên ngoài thì nó có khả năng nó lên men thì tốt hơn, nhưng mà mình lại không để lâu được vài ba tuần, tại vì cái nước này chúng ta có thể pha và để sử dụng lâu ngày cũng được hết, không phải để cho cái tiến trình thanh lọc không thôi. Rồi cái cách bảo quản, cái cách bảo quản nước rất là quan trọng. Cách bảo quản thì chỉ có cái nước đỏ, chỉ có cái nước đỏ là được yêu cầu để bỏ trong tủ đông, bỏ trong tủ đông. Rồi chúng ta sẽ đem nó xuống ngăn mát vào buổi tối, của ngày hôm trước thì chúng ta đem nó xuống ngăn mát. Rồi sáng ngày hôm sau thì chúng ta mới đem nó ra khỏi cái tủ lạnh để cho nó nguội dần, nó tan hết, để đến trưa thì chúng ta sử dụng. Thông thường cái nước đỏ thì chúng ta sử dụng buổi trưa. Thành ra khi mà chúng ta làm ở nhà hay là khi chúng ta lấy từ ban tổ chức thì cái nước đỏ thì chúng ta đem về chúng ta bỏ ngay trong tủ đông liền. Đấy. Kế đến là cái nước vàng và dầu sổ. Thì cái nước vàng cũng vậy. Nước vàng này thì nếu chúng ta để trữ lâu vài ba tuần thì chúng ta có thể để trong tủ đông. Còn nếu mà chúng ta sử dụng trong vòng tuần lễ 10 ngày thì chúng ta có thể để ở dưới ngăn mát cũng được. Để ngăn mát. Tương tự như là cái dầu sỏ, chúng ta có thể để trong ngăn mát, chúng ta có thể để tủ đông. Có những người mà người ta muốn làm cái chương trình kéo dài 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần thì người ta có thể để trong tủ đông. Hay là khi mà người ta có điều kiện thì người ta pha chế, người ta mua sẵn, nhưng mà người ta chưa có thời gian để làm, chưa có thời gian để thực tập thì mình vẫn có thể bỏ trong tủ đông được nha. Rồi đến khi nào chúng ta bắt đầu có thời gian thực tập thì chúng ta sẽ đem xuống ngăn mát và đem ra mình để bên ngoài phòng để nó tan dần, tan dần. Vậy thì đó là cái quy cách đúng mà và để cho cái chất lượng, cái hương vị của nó còn. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể làm theo cái kiểu cổ điển. Lấy ví dụ như cái nước đỏ, khi mà chúng ta không bỏ trong ngăn đá mà chúng ta chỉ để ngăn mát hay thậm chí chúng ta để ở ngoài nhiệt độ của môi trường, thì chúng ta biết là Việt Nam mình cái thời tiết nó khá nóng, nhiệt độ bên ngoài lúc nào nó cũng phải 28 30 độ là ít nhất, cho tới thậm chí là 35 36 độ. Vậy thì cái tình trạng mà nó ủ ấm nó lên men khá nhanh, đặc biệt là với những cái nước mà rất nhiều chất dinh dưỡng như vậy thì nó sẽ giống như mình ủ da ua hay là ủ chao, ủ tương. Vậy thì đối với những người chưa quen thì người ta sẽ ngửi cái mùi chua hay là bắt đầu thấy nó lên nhớt 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 thì người ta sợ. Đó. Người ta quen cái hương vị thơm tho ngọt ngào, thành ra khi mà người ta thấy cái tình trạng nó lên men, nó hơi có vị chua chua, nó hơi có ga hay nó nhớt nhớt thì người ta sợ. Nhưng mà những người nào có bệnh nặng và những người nào biết cái sự sử dụng của nó thì chính những cái nước lên men này nó có tác dụng tốt hơn, nó có tác dụng sâu hơn. Thành ra đây là để chúng ta hiểu và chúng ta xem cái sự thực tập của mình cũng như là cái sự thích nghi của mình, cái mục tiêu của mình như thế nào, để mà mình không có sợ khi mà cái nước đỏ của mình nó bắt đầu nó lên men, nó bắt đầu có ga, nó bắt đầu nó chuyển thành ra hơi đặc đặc, hơi nhớt nhớt. Đó. Thì tương tự như vậy, cái nước vàng thì bản thân cái chất liệu nguyên liệu ở trong nước vàng nó đã có chanh, có giấm, táo, có mật ong, tức là nó đã có sẵn những cái men ở trong này rồi, cộng thêm nó có mật ong, thành ra nó rất dễ lên men. Và có những cái khóa thì chúng tôi lại thêm cả trái cây vào đây nữa, thành ra nó sẽ lên men cực kỳ nhanh luôn. Có thể chỉ cần vài tiếng đồng hồ sau nó sẽ lên men, lên ga rất nhanh, nó làm căng và nó xì, thậm chí như cái áp lực nó rất mạnh. Đấy. Vậy thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cẩn thận để chúng ta không bị thất thoát, tại vì khi mà nó lên men nhanh và nhiều như vậy thì nó sẽ làm căng cái bình của mình ra, và khi chúng ta mở nắp ra thì nó sẽ xì hết, nó sẽ chảy ra bên ngoài hết, có khi mất khoảng 1/3 đến một nửa
cái lực lớn bên trong của mình. Cái điều thứ hai nữa, nếu chúng ta không tỉnh giác thì chúng ta vừa mở cái nắp nhẹ nhẹ thì nó bắn cái bùm giống như chai champagne, thì như vậy bao nhiêu nước ở trong nó tràn ra hết, nó vừa mất hết 2/3, 2/3, và thậm chí nó làm dơ nhà, dơ cửa, dơ cả tường vách, cả trần nhà luôn, nó bắn tung tóe như vậy thì chúng ta là phải tốn công đi dọn. Nên đây là những điều mà chúng ta cần lưu ý trong cái cách bảo quản các cái thực phẩm này của mình. Thì đó là một vài điểm mà chúng ta cần lưu ý, tại vì ở mỗi cái môi trường nó sẽ khác nhau, cũng như là mỗi cái sự bảo quản khác nhau thì nó sẽ có cái tác dụng khác nhau. Rồi cái công thức này thì chúng tôi cũng đã gửi cho quý vị trong tất cả các khóa học rồi. Và chúng ta có thể gia giảm. Quý vị nhớ là chúng ta có thể gia giảm nha. Tại vì gì? Thứ nhất, nói về ở bên ngoài, cái nguyên liệu này, cái dược chất ở trong cái nguyên liệu này, nó sẽ thay đổi theo vùng miền và theo mùa. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái độ khô của nó, độ tinh chất của nó, thành ra nó sẽ khác nhau. Rồi khi mà chúng ta bắt đầu sử dụng nó, chúng ta đưa vào bên trong thì cũng vậy, tức là cân nặng của mỗi người mỗi khác, không có ai giống ai hết. Thứ hai, cân nặng của chúng ta mỗi ngày mỗi khác, tức là có khi nó giảm cân khá nhanh, có khi nó giảm cân khá chậm. Tình trạng bệnh lý của chúng ta cũng khác nhau. Thành ra có rất nhiều điều. Đó là lý do tại sao tất cả những cái công thức này chúng tôi cho quý vị nó chỉ là tương đối thôi. Và tất cả mọi cái sự thực tập của mình, chúng tôi đều luôn luôn nhắc nhở cái sự tỉnh thức, tỉnh giác. Để chúng ta phải lắng nghe cơ thể mình, xem cái mình đưa vào nó tương tác, nó phản ứng là làm sao. Đấy, vậy thì mình phải làm sao để điều chỉnh cái lượng mà mình đưa vào. Đó là lý do tại sao khi mà các anh chị nào mà sau này trở thành những cái người coach cho một cái cộng đồng của mình, thì nếu chúng ta làm tốt được điều này cho bản thân mình, có cái trải nghiệm rồi, và đặc biệt với một cái nhóm nhỏ, cái cộng đồng nhỏ khoảng chừng 5, 10, 15 cho tới tối đa 30 người, thì mình sẽ có cái thời gian để chăm sóc cái học viên của mình tốt hơn là những cái khóa học mà chúng tôi phải tổ chức 4, 500, 6, 700 học viên, thì nó rất là khó cho chúng tôi và các anh chị em thì thành viên để mà đáp ứng cái nhu cầu khác biệt của hàng trăm người như vậy. Thành ra nếu mà chúng ta biết cách làm, biết cách thực hiện, thì những cái lớp nhỏ, những cái khóa nhỏ như vậy nó sẽ có hiệu quả cao, rất là cao. Đấy, thì đó là để cho chúng ta biết rằng tất cả những cái nguyên liệu này, tất cả những cái liều lượng này nó không có cứng nhắc. Chúng ta có thể gia giảm tùy theo cái tình trạng của bệnh nhân, tùy theo cái môi trường, tùy theo cái thời vụ và cái thời tiết, vân vân. Thank you.